3, 2, 1. UFN Mall là một chuỗi talk show nơi Thiện Minh sẽ gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều các khách mời trẻ, những người đến từ những lĩnh vực khác nhau để kể về nhiều khía cạnh cuộc sống. Unique, upbeat, enjoyable, energetic, fascinating, fabulous, and more. Đúng vậy, khi thực hiện UFN Mall, chúng tôi hướng đến những câu chuyện, những chủ đề làm giàu hơn đời sống sinh viên UF, nhưng chắc chắn rằng nó không chỉ dành cho các bạn sinh viên thuộc đại gia đình UF đâu nhé. Các vị khách mời của chúng ta sẽ mang đến những câu chuyện, những trải nghiệm rất phong phú, sinh động và độc đáo về rất nhiều các chủ đề như làm đẹp, sức khỏe, du lịch, thiện nguyện and more. Bất kỳ bạn trẻ Gen Z nào cũng có thể tìm thấy rất nhiều điều thú vị để thưởng thức những giây phút cuối ngày tại UFN Mall. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin thì chắc chắn những trải nghiệm của các vị khách mời sẽ khiến cho các bạn wow. Nếu các bạn đang cần được lắng nghe, cần tìm kiếm những góc nhìn đa chiều, UFN Mall chính là nơi thuộc về bạn. UFN Mall được phát sóng trên kênh YouTube Trường Đại học Kinh tế Tài chính và fanpage UF Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ tối thứ sáu mỗi 2 tuần. Các bạn hãy đến với chúng tôi để sẵn sàng hòa mình vào những buổi nói chuyện rất thân mật. Sẽ có rất nhiều những điều thú vị đang chờ đón các bạn. Vậy các bạn hãy đón chờ những điều đó bằng tư tưởng cởi mở, hội nhập và tư duy tích cực, các bạn Gen Z nhé.